mở đầu bảng định cao phẩm nam thần hệ thống hàn thành ái bác phẩm chất cao nam thần hệ thống bảng định nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com loảng xoảng thử loảng xoảng thử kim loại tiếng va chạm vang phát ra để cho trên xe lửa nhắm mắt nghỉ ngơi thiếu niên mạnh mẽ xuống theo trong mộng thức tỉnh đi qua hồn nhiên không biết này ngủ một giấc rồi bao lâu, chỉ biết mục đích còn chưa tới, liền không hiểu rất đau đớn tương đương giờ phút này thân ở vào xe lửa vé ngồi khu, tên này bất tu biên phúc. Mở đầu bảng định, cao phẩm nam thần hệ thống hàn thành ái bắc học tập ta muốn thuộc tính điểm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Chật chật tương đương, nhìn Lý Tùng Lâm nhất cử nhất động thiếu niên, trong mắt tràn đầy khinh thường hắn cho là lý tùng lâm tại ý đồ cưa em gái không tự chủ phát ra tiếng diễu cật thanh âm ngại vì có nữ sinh tại cũng không có rất quá mức chỉ là cũng để cho người trong cuộc chú ý tới phần này ác ý phần kia nhìn rác rưởi ánh mắt tự mình nhìn qua không biết bao nhiêu lần đơn giản cảm thấy là lại cáp mô vọng tưởng ăn thịt thiên nga gì đó có tiền biết rõ hệ thống là thực sự hắn nơi nào sẽ quản những thứ này học tập, thu được thuộc tính điểm, thân cao, chỉ số thông minh, thể chất, nhan trị. Nhan trị, hắn vội vàng mở điện thoại di động lên bên trong tất dạm tất đấy, mở ra một cái kiến thức loại thu được chủ, nhìn lên đối phương tiến tính đại số màn ảnh. Hello, đám bảo bối, hôm nay từ tiểu trương đến cho mọi người lên giờ học á, à, tuyến tính đại số đâu là đại số một cái chi nhánh, chủ yếu xử lý tuyến tính quan hệ vấn đề. Tiến tính quan hệ ý thức số học đối tượng ở giữa quan hệ là lấy một lần hình thức để diễn tả. Tỷ như tại hình học giải tích bên trong, trên bình diện thẳng tắp phương trình là hai nguyên tố một lần phương trình, không gian mặt phẳng phương trình là tam nguyên một lần phương trình. Theo 9 điểm nhìn người ta video đến 9 giờ tối, 12 giờ, ánh mắt hắn đều đỏ. Nhưng vì thuộc tính điểm, hắn theo định nghĩa một chút xíu nghe, dụng tâm nghe, từ từ đắm chìm trong trong đó. Nửa đường chưa mở qua hệ thống mặt bản, tự nhiên cũng liền không có phát hiện biến hóa, có thể như cũ cắn răng kiên trì đi xuống. Sau 12 tiếng, hắn lặng lẽ lại đầy ngực mong đợi mở ra hệ thống giao diện, hắn thu được thuộc tính điểm. 10. Đinh đông, trải qua kiểm tra ngài bởi vì nghiêm túc thời gian học tập vượt qua 10 giờ, hiểu tuyến tính đại số tiền kỳ kiến thức theo phán đoán học tập hữu hiệu thời gian là 10 giờ. Thu được thuộc tính điểm 10, ùm tương đương, ùm tương đương, ùm tương đương, nghe được thanh âm nhắc nhở, trực tiếp cao hứng nhảy cỡn lên, hắn xem như thành công. Ngay sau đó, hệ thống mặt bàn xuất hiện một nhóm chú thích. Học tập thu được thuộc tính điểm tiêu chuẩn. hữu hiệu sự thật, học được một giờ kiến thức, thiết lập phạm vi hiểu biết hạn chế, nhận định cao nhất hữu hiệu có thể được 10 cái thuộc tính điểm. Chú ý, Ngoạn ra mỗi thăng 10, cần điểm tướng sẽ trở thành gấp đôi thuộc tính điểm gia tăng, tỷ như vốn là mới bắt đầu thi đơn trị số siêu 10 điểm. Sau một giai đoạn đơn trúc tính điểm nhu cầu đem biến thành thuộc tính điểm 2, thêm một chút, phần sau quy tắc đem lục tục đổi mới. Đóng ngoặc đơn, thuộc tính điểm lui về phía sau đi càng ngày sẽ càng khó khăn thu được, có thể coi là là như vậy hắn vẫn thỏa mãn ít nhất hắn có thể đủ thu được thay đổi chính mình cơ hội, không phải sao? Thỏa mãn, trong mắt kia sáng trói hào quang, lúc trước hắn không có nở rộ qua. Chỉ cần cố gắng, bánh bao sẽ có, hết thảy đều sẽ có. Thêm điểm, sẽ đi ngay bây giờ tương đương nói đi phải đi, Lý Tùng Lâm trực tiếp một chút ở, nhan trị, nút ấn lên. Chỉ thấy một giây kế tiếp thuộc tính điểm về không, mà nhan trị cũng tới đến, nhan trị. 50 phần 100, theo đập sầm cấp đi tới đại chúng trung bình tài nghệ, giao diện giờ phút này cũng ở đây biểu hiện nhan trị chỉ điều chỉnh trạng thái, biến hóa đem tại 24 giờ bên trong ôn hòa quá độ. Hồ tương đương, chế trụ chính mình nhảy loạn tâm, suy nghĩ, chỉ cần đến 50 chính là trung bình tài nghệ cũng liền tràn đầy mong đợi như vậy trên mặt hắn kia giống như mụn nhọt sơn khuôn mặt cũng coi là được cứu rồi, di cố lên cho mình đánh một làn sóng khí sau đó, hắn cũng liền kiềm chế lại rồi tâm trạng. Sắp đến đứng, hiện tại rất hiển nhiên không thích hợp lại học rồi, được ổn định mới được. Báo cho chính mình, cũng liền thu thập đồ đạc xong, mở điện thoại di động lên, đợi lên. Tại đến trạm radio vang lên, mà đồ chạm xe lửa mấy chữ cũng liền xuất hiện ở trước mắt hắn hắn gạt ra đám người ra xe lửa nửa đường còn giúp vài người nâng đỡ hành lý đã đổi đồ vật bận rộn phi thường cao hứng alipay vào tài khoản tiếng cũng không ngừng vang lên cũng còn khá đã bị hắn điều vì chấn động chỉ là xuyên thấu qua bắp đùi cảm thụ chấn động tiếng hắn cũng liền càng là có khả năng cảm giác trợ giúp hắn người vui vẻ có lẽ ở nơi này chút ít bị trợ giúp người sẽ cho rằng Lý Tùng Lâm là một cái tâm địa tốt sự tiểu hài nhi đối với hắn biểu thị thưởng thức. Nhiều lắm là ngoài miệng một câu cảm tạ cũng xuống không được một miếng thịt. Có thể đến chính hắn, cầm đến chính là chân thật tiền, đây là không có được già. Cẩn thận tính toán, trong nhà kia một khoản tiền cần cho là cuối cùng cho hắn một khoản. Sau đó còn muốn gánh vác hàng năm học phí, phỏng trừng cho hắn sinh hoạt phí gì đó cũng không thể nào, có thể vậy thì thế nào? Có hệ thống hồng bao vào sổ, có ghi tiểu thuyết tiền lương vào tài khoản, dĩ nhiên là không hoảng hốt. Trong tương lai thời kỳ, hắn yêu cầu làm là được làm cho mình biến càng ngày càng tốt lúc này mới hắn phải làm nhất sự tình a à tương đương một đường hỗ trợ đi ra phổ đông trạm xe lửa hắn mang theo chính mình hành lễ từ từ ấn chiếu dẫn đường đi lên hắn dự định ngồi xe lửa đây là hắn baidu xuống tiện nghi nhất phương pháp ghi danh phần lớn hội sau đó quét mã tiến vào trạm trong dựa theo baidu bản đồ một chút tuyến gì đó phương hướng trên gì đó bên dưới sân ga cuối cùng cuối cùng là đi tới mục đích theo đám người ra xe điện ngầm đi chưa được mấy bước đường tiện cũng liền đi tới cửa trường học vẫn còn nghiệp học viện này cửa trường kiến trúc này nhìn đến to lớn giáo tên đầu tiên nhìn để cho lý tùng lâm nhiều hơn một vẻ mong đợi tâm tình nội tâm os vậy thì từ giờ phút này bắt đầu đi tương lai nhất định sẽ tốt hơn hắn chưa từng vậy một khác là như bây giờ bình thường khẳng định như vậy tương lai mình là quang minh hệ thống nơi tay hoàn mỹ bên ngoài sẽ có thông minh phong đại não sẽ có tiền sẽ có thiên phú cũng sẽ có là hết thảy hết thảy đều sẽ có đây không phải là một giấc mộng vì xác định không phải mình nằm mơ bắp đùi phía bên ngoài đã sớm đã bị mình bóp tím bầm tha thứ hắn thật sợ hãi cái loại này hoàn toàn không thấy được tương lai tương lai có đường tắt ai có hội phí dùng hết sức đi cứng đối cứng đây điều chỉnh tốt nội tâm làm tốt nhập trường thủ tục làm đang học trưởng dưới sự hướng dẫn tiến vào khu túc xá nhìn học đệ đập sầm dáng vẻ học trưởng cũng không có nói cái gì ngược lại hữu hảo nói một chút trường học chuyện đừng nói thật cố gắng có tình vị có thể dùng hắn đối với trường này lại thêm nhiều chút ôn tình giống như là thú con về tổ từ đó tới thượng hải nhập học ngày thứ nhất cũng liền triển khai như vậy học đệ kia sư huynh tự đưa đến nơi này, có chuyện WeChat liên lạc. Vừa nói đẹp trai học trưởng chỉ chỉ điện thoại di động, cười tiêu sái rời đi, chỉ chừa cho Lý Tùng Lâm một cái gọn gàng bóng lưng. Cảm ơn học trưởng. Hắn nhìn bóng lưng, tay nắm chặt đơn sơ túi du lịch, khuyên bảo tương lai mình mình cũng có khả năng như vậy tự tin. Một tia ý thức đã đem 10 điểm thêm ở nhan trị lên, 24 giờ vừa qua, hắn cũng chính là tiêu chuẩn trung bình rồi phần sau, chính mình chỉ có khả năng càng ngày sẽ càng tốt không phải sao? Một người cắm vào chìa khóa đẩy ra phân phối 33 đến 404 nhà trọ, bên trong không có một bóng người. Tiến vào bên trong, thấy là lên giường xuống bàn bốn người phòng ngủ, tường trắng hợp với phô địa gạch xứ, nội bộ có ban công có nguyên bộ rồi phòng tám, đối với hắn mà nói là một cái so với da còn giống như da địa phương, không ra ngoài dự liệu chính mình đem lại ở chỗ này vượt qua 4 năm đại học. Trong nháy mắt tim cũng liền rơi xuống thực sự là hắn trong lý tưởng đại học chỗ ở hoàn cảnh không sai. Nụ cười ở nơi này hơi lộ ra chật vật trên mặt thiếu niên hiện lên, mang theo tốt đẹp kỳ vọng. Thông gió mở ra, lau chùi khăn lông lấy ra, bồn rửa mặt còn bày đặt một cái hơi cũ không mới bồn lúc này cầm lên chậu nước rửa mặt tiếp thủy, giường cùng cái bàn, chữ vật mỗi một nơi đều bị hắn lau chùi nhất tân. Theo vị trí của mình một chút xíu sạch sẽ, giọt mồ hôi cũng liền một chút xíu hạ xuống, càng lộ ra chật vật. Nhìn một chút vị trí, đem chăn chiếu bầy xong, quần áo gì đó tất cả thuộc về khép, cầm lấy mát xa đồ dùng tiện thanh tẩy nổi lên chính mình. Mùa hè, tắm nước lạnh vừa xong, bấm bấm trên người mình hơi lộ ra dối bù thịt mở đầu bảng định, cao phẩm nam thần hệ thống hàn thành ái bắc học tập thân cao thêm điểm một làn sóng. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, làm xong hết thầy các thứ này khoanh tay hắn trực tiếp tới một làn sóng thoáng hiện dây ngủ. Hồ tương đương hồ tương đương hồ tương đương, hô hấp dần dần ổn định, tại quạt gió phong xuống, 33 đến 404 trong nhà trọ không có bất kỳ vang động ngày thứ nhất, thời gian đã tới 6 giờ, không cần đồng hồ báo thức hắn tiện tự nhiên tỉnh lại. Ừ tương đương, ngáp một cái, cảm nhận được thân thể cứng ngắc tiện tự giác thư giãn một phen. Nhìn về phía bóng loáng giường ván gỗ, hắn phát hiện quả nhiên có một chút xíu hắc ấn tử. Lúc này, Lý Tùng Lâm đều không khỏi khen ngợi đến chính mình cơ trí thông minh. Tê dại trượt thức dậy, lại vừa là cho mình tới một bộ hoàn toàn rửa mặt chương trình. Ngay sau đó, nhìn phía trước gương cái này tinh thần sáng láng thiếu niên, trên mặt mụn nhọt biến mất không sai biệt lắm. Lần đầu tiên, hắn nhìn đến chính mình khuôn mặt không cảm thấy chán ghét, một bên vỗ một cái chính mình khuôn mặt, một bên vì chính mình cố lên nói. Người có thể, là, cơ hội đã hạ xuống, không có đạo lý buông tha. Quyết định chú ý, hắn mặc tốt sau đó tiện một thân dễ dàng chuẩn bị chạy bộ đi rồi, chạy bộ xong nghỉ ngơi một chút lại đi ăn điểm tâm há chẳng phải là đắc ý. Một thân đồ thể thao, mang theo bình nước hắn tự ra cửa rồi. Vẫn còn đạt đến học viện nơi vận động vẫn là có thể, cây cuối cùng thiết bị đầy đủ hết. Lúc này còn có tụ năm tụ ba tại vận động đâu tương đương, hồ tương đương, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, đeo ống nghe lên, bày đặt thư giãn âm nhạc, hắn cũng liền bắt đầu rồi chính mình chuẩn bị hoạt động. Vận động nóng người là chạy bộ trước cần phải trình tự, đây là đoạn nhưng không thể thiếu. Suốt làm 10 phút, mở rộng vận động, dơ cao chân, từ từ thân thể cũng liền nóng lên. Sau đó đem bình nước đặt ở trên đài, hắn tiện vây quanh thao trường chạy một cái 400 mét đường đua, một vòng một vòng lại một vòng. Mình cũng không nhớ chạy bao lâu, nghe âm nhạc, nhìn chung quanh cảnh sắc, dựa theo tiết tấu đều đâu vào đấy vận động. Mới vừa bắt đầu còn có thể tận lực theo đuổi tốc độ, phía sau cũng sẽ không để ý những thứ này. Mồ hôi giọt lớn giọt lớn hạ xuống, đồ thể thao cũng thấm ra bạch muối hột, chân cũng có chua sót sưng tấy cảm tim ùm ùm nhảy loạn, nhưng này loại làm cho mình động chạy đường dài nhưng là hắn nghĩ tới trước mắt đứng đầu thích hợp bản thân. Vận động thật có thể mang tạp niệm thanh trừ sạch sẽ, đại khẩu hô hấp thời điểm, cảm giác không khí lưu thông đều sung sướng. Từ từ ba lượng cá nhân đi, lại tới ba lượng cái, chỉ là hắn đều vẫn còn mà thôi. Một giờ sau, hắn lại cuối cùng đi thong thả hai vòng cũng liền kết thúc dùng khăn lông lau chùi sạch sẽ, hắn tiện khoác lên trên vai hướng phòng ăn đi, cầm lấy bình nước cái miệng nhỏ nhách. Trên người bốc hơi nóng, thời gian đã tới 7 giờ rưỡi, đi qua một cái nhà tòa giáo học lâu lâu túc xá, cuối cùng là đến phòng ăn. Trực tiếp tại lầu một nhìn một chút bữa ăn sáng, điểm phần cháo trắng xứng hai cái trứng gà, ăn xong hắn liền quyết định đi trở về phủ lúc này đến giáo rất ít người hắn tại đi thời điểm còn gặp tới ăn điểm tâm học trường nhìn một thân mồ hôi cũng biết là mới vừa vận động xong học đệ vì vậy còn hướng về phía hắn gật đầu cười không biết có phải là ảo giác hay không sư huynh cảm giác người niên đệ này trở nên nhẹ nhàng khoan khoái một chút đậu đậu thật giống như cũng ít có thể làm sao sẽ biến hóa nhanh như vậy hoàn toàn không thể hiểu được a à, chẳng lẽ là ta nhớ sai lầm rồi ngay sau đó đồng bạn nói chuyện phiếm với hắn, một bên cũng liền đem Lý Tùng Lâm cái này bình thường không có gì lạ học đệ quên ở sau ót. Mà Lý Tùng Lâm tự nhiên cũng là sẽ không khổ não cái vấn đề này, vận động xong, ăn uống no đủ, trở về đi tắm cũng liền hẳn là đi thư viện. Lúc này, đồ thư quán đã cởi mở, chỉ cần bằng vào thông báo trúng tuyển trong túi giáo tạp liền có thể tiến vào. Như thế hoàn cảnh, tự nhiên lại thích hợp học tập bất quá, lúc tắm rửa hắn bất ngờ phát hiện trên người tạp chất càng nhiều trên mặt đậu đậu cơ hồ không sờ được rồi chỉ còn dư lại xuống một chút này rõ ràng biến hóa trực tiếp bị hắn cho là có vận động phối hợp hiệu quả ở bên trong cũng liền càng thêm kiên định hắn phải dậy sớm rèn luyện quy luật sinh hoạt ý niệm thu thập sạch sẽ lần nữa nhìn về phía bồn rửa mặt trong gương cái kia khô thiếu niên dần dần nhìn thuận mắt không ít chính hắn cũng có thể cảm giác được chắc hẳn người khác liền càng phải như vậy chứ sửa sang lại tâm tình mình mang theo điện thoại di động cầm lấy quyển sổ liền hướng đầu thư quán phương hướng đi mở đầu bảng định cao phẩm nam thần hệ thống hàn thành ái bắc thêm điểm chợt nghe sáp ban sinh chính sách nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com cơm chưa kết thúc trở về nhà trọ nghỉ ngơi hơn một tiếng điều chỉnh xong trạng thái cả người lại một lần nữa chui vào trong tiệm sách tiếng anh học tập khẳng định không phải một cái nhanh chóng quá trình có thể bởi vì tồn tại khen thưởng làm củ cà rốt treo ở đằng trước hắn biểu thị mình còn có thể tiếp tục hồn nhiên không có cảm giác được học tập chán ghét tâm tình đi theo áp chủ lấy càng thêm dụng tâm thái độ học một mực học được buổi chiều 9 điểm hắn mới đột nhiên phát hiện mình bên người nhiều hơn một cô gái khoan hãy nói nhìn qua vẫn thật khả ái chỉ thấy đối phương nhỏ giọt lấy một đôi mắt to chớp nhìn về phía hắn mắt thấy lý tùng lâm chú ý tới chính mình nàng cũng là mềm nhũn hướng về phía hắn tới một vệt ngọt ngào cười người tốt mở đầu bảng định cao phẩm nam thần hệ thống hàn thành ái bắc quyết tâm tham khảo tạo thành học tập dựng tử Nghe chọn bộ tại mê audio com Ở hiểu không sai biệt lắm sau đó, lại nhìn một chút Lý Mộc Viện cho hắn sắp ban sinh tin tức cũng liền có buồn ngủ. Khoan hãy nói, theo thân cao tăng trưởng trạng thái khởi động, hắn thật là không có mất một lúc tiện lâm vào ngủ say trực tiếp dây ngủ. Sau đó, hắn vẫn là sớm một chút 6 giờ tỉnh dương quyết định trở thành Lý Mộc Viện học tập dựng tử sau đó dậy sớm rèn luyện không có từ hoạch định bên trong xóa bỏ. Vận động xong sau sẽ cùng nàng một đồng học tập thật ra cũng là tương đương có hiệu suất. Nhìn đối phương tài liệu, hắn cũng đắm chìm vào rồi càng thêm nghiêm túc học tập trong trạng thái đi. Đừng nói, sắp ban sinh sát hạch nội dung là thật đúng là thật khó khăn. 2018 cấp bọn họ sắp ban sinh kế hoạch này vừa mới bắt đầu, hắn nhất định phải sớm ngày tiến vào trạng thái mới là, như vậy hậu kỳ cũng tốt kịp thời phục ban. 12 chỗ trường cao đẳng mở ra vị trí, phục đán, đồng tề, giao đại chờ trường nổi tiếng, năm nay cộng thả ra hơn 300 cái vị trí. Mà một năm nay, phục đán cũng vẻn vẹn mở ra 28 cái vị trí, tổng cộng 7 cái chuyên nghiệp trong này hấp dẫn nhất Lý Tùng Lâm dĩ nhiên là Thượng Hải Phục Đán Đại học Hán Ngữ nói văn học chuyên nghiệp. Lại không nói nó là Thượng Hải tốt nhất đại học, thường xuyên tại Thượng Hải xếp hạng thứ nhất, cả nước xếp hạng thứ năm, càng là công nhận đôi nhất lưu đại học. Là thực sự rất khó không vì chi tâm động. Dự thi hắn hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp, thi viết yêu cầu khảo hạch hai môn nội dung. Một môn là văn sử triết cơ sở, 400 phân, mặt khác một môn chính là tiếng Anh, 200 phân, đây vẫn chỉ là thi viết bộ phận. Cuối cùng còn phải xem khảo hạch số điểm tình huống tới. Khảo hạch tổng điểm là 400 phân. Tổng điểm cộng lại tổng cộng 1.000 phân. Dựa theo bao năm qua phân số chúng tuyển đến xem, hắn ít nhất phải cầm đến tổng điểm 600 phân hoặc đi lên, mới có thể thu được một ghế vị trí, để mục độ khó cũng là thật không có thể khinh thường. Cho tới vào mặt số điểm, mỗi một năm cũng là án tỷ lệ phân chia, không có thực tế giá trị tham khảo, chỉ có thể nói là điểm thi càng cao càng tốt. Chính là biết tiêu chuẩn này cùng phạm vi, hắn cũng là càng thêm mấy phần ý chí chiến đấu người khác cố gắng có thể thi đậu, hắn không tin mình một bên cố gắng một bên hệ thống thêm điểm, còn không được. Đương nhiên, lời cũng không thể nói quá vẹn toàn, tương lai tình huống như thế nào? Những thứ này đều là khó mà dự liệu, không phải hiện giai đoạn mình có thể lại chỉ có thể là tiến hành theo chất lượng cố gắng, một chút xíu tích lũy. Là năm sau sắp ban sinh khảo thí mà không ngừng cố gắng ba ngày này hắn và mới vừa quyết định tạo thành học tập dựng tử lý mộc viện hai người là chân chính lại nhanh chóng thục lạc hai người học tập cũng liền chính thức bước lên quỹ tích đương nhiên khoảng thời gian này hắn dùng đến tài liệu cũng là nàng chính mình học tập tài liệu vẫn còn trên đường đừng nói cô nàng này gom tài liệu là thực sự có một tay bất quá đối phương cùng hắn mục tiêu cũng là thật không nhất trí ngược lại cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ nàng lựa chọn báo là thượng hải lý công đại học quản lý công thương chuyên nghiệp ngược lại cùng hai người chuyên nghiệp thập phần xứng đôi cũng là hiểu rõ đi nữa rồi sau đó mới phát hiện nguyên lai like hai người đều là tài chính học chuyên nghiệp học sinh chỉ là một ở lớp một một cái tại lớp bốn thôi cái khác đổ đều không khác nhau gì cả này cũng không liền đúng dịp sao, chủ yếu là nghe được Lý Tùng Lâm quyết định dự thi phục đán đại học Hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp thời điểm, nàng xem hướng hắn ánh mắt là hoàn toàn kinh khủng. Có thể là cảm thấy hắn đây là tại ý nghĩ ngu ngốc đi. Trung quy cạnh tranh phục đán đại học 28 cái vị trí bên trong, tuyệt đại đa số là 985 và 211 bên trong đại học năm thứ nhất sinh viên mới rất ít có ba quyển hoặc dân mờ có khả năng cạnh tranh qua bọn họ căn bản là đại thần đánh nhau một cái trạng thái thấy lý tùng lâm kiên định vẻ mặt lý mộc viện cũng không có khuyên nhiều trung quy chính nàng cũng không thể xác nhận mình nhất định có thể tranh qua người khác không phải coi như là nghĩ tới khuyên nhiều nói như vậy như thế nào hai người cũng chính là cùng nhau hợp tác học tập quan hệ mà thôi cũng không có tiếp tục thâm nhập sâu trò chuyện phương diện này đề tài trong ba ngày này phải nói biến hóa lớn nhất vẫn là Lý Tùng Lâm bên ngoài biến hóa, hắn theo Lý Mộc Viện lần đầu gặp 1m68, tăng đến đến gần 1m7 dáng vẻ. Thuộc tính điểm tích lũy cũng tới đến 30 điểm, ngược lại vẫn không có phân phối ra. Đương nhiên, theo mấy ngày nay học tập, hắn không thừa nhận cũng không được chính mình học tập lên mặt thiên phú xác thực không được. Cho nên để có khả năng tại tiếp theo học tập bên trong hiệu suất học tập gia tăng, hắn thế tất yếu tại chỉ số thông minh thêm điểm, hơn nữa sẽ trở thành tiếp theo thuộc tính điểm chủ yếu hướng đi. Như vậy tại sao không cùng ngày thu được cùng ngày tăng thêm thuộc tính điểm đến đề cao hiệu suất như vậy? Trong này nhưng thật ra là có chính hắn một bộ logic suy tính. Kia đó là có thể tùy tiện được đến, người cuối cùng không dễ dàng quý trọng vì có khả năng xếp đặt chính mình tâm tính hắn quyết định trước dựa theo chính mình tình huống thật bản thân kinh nghiệm một đoạn thời gian tới thật tốt nhớ loại cảm giác này làm cho mình phần sau có thể càng thêm quý trọng này đến không dễ cơ hội ở phía sau tiếp theo đủ loại tình huống đến xem giờ phút này lý tùng lâm cái quyết định này không thể nghi ngờ là chính xác cũng đặt hắn đối với hệ thống một cái thái độ, không cho là hết thảy là tùy tiện được đến, cũng sẽ không bất mãn hệ thống quy tắc. Người sống luôn là hẳn là nhận rõ chính mình, xếp đặt chỗ ngồi. Hắn hết sức rõ ràng, một khi ném rời hệ thống, cuối cùng hắn chỉ có thể là chúng sinh nơi nơi, là càng thêm không chịu nổi người bình thường. Có thể hưởng qua phúc lợi, lại nơi nào sẽ buông tha hắn cho mình mang đến biến hóa đây? ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mặt khác ba cái bạn cùng phòng cũng liền lục tục tới phòng ngủ báo cáo. Bốn người, đến từ bốn cái bất đồng địa phương, mỗi người tính cách cũng thập phần tươi sáng. Lão đại là đến từ 99 năm Thượng Hải Đại Nam Hài, lão nhị là 005 3 tháng Quảng Đông Nam Hài, lão tam là 005 tháng 6 chiếc giang bé trai. Lão tứ chính là 005 ngày mùng 1 tháng 10 sinh ra Lý Tùng Lâm bốn người đối với với nhau ban đầu ấn tượng đều vẫn không tệ, tại cuối cùng lão đại ngày thứ ba quý vị sau, mọi người quyết định một cái phòng ngủ tụ một bữa. Coi như là phòng ngủ liên là cảm tình đi. Mặc dù không có tiền gì trên người, nhưng hắn vẫn là không chút do dự gia nhập vào trong đội ngũ đi. Dù là chỉ là một năm, hắn cũng hy vọng chính mình đại học sinh hoạt là màu sắc rực rỡ, mà không phải nhàm chán trắng đen nếu không, hết thầy cố gắng hắn thấy đúng là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì ban ngày Lý Tùng Lâm đều tại học tập, mọi người tiện ước định 8 giờ tối ra ngoài ăn chung. Ra trường, tại đèn nê ông lóe lên ban đêm, bốn vị năm tháng sắp xỉ thiếu niên rất là hứng thú rồi rào hàn huyên. Thượng Hải Nam Hải Văn Bách Thanh Trò chuyện nhiều như vậy, mọi người có hay không đặc biệt muốn ăn, làm như vậy đi cái này cũng không ý tứ nhất.